Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sẽ tiến hành ra soát và thay đổi mức thu phí căn bản đối với một số phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu là nội dung chủ yếu tại buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh với Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo vừa diễn ra sáng nay. Trước tình trạng hạn hán kéo dài, nhiều người dân coi giếng khoan là một giải pháp hữu hiệu để có nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đợt 2 năm 2015. Đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì lễ trao quyết định. Đến dự có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị, nhà trường trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trong đợt này có 3 đồng chí được Bộ Quốc phòng quyết định điều động bổ nhiệm chức vụ mới. Đại tá Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Đại tá Lê Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại tá Hoàng Hữu Hồng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bổ nhiệm chức vụ Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thượng tá Trần Lương Thanh, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Gio Linh, được Bộ Quốc phòng ký quyết định thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá và 3 đồng chí được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều động bổ nhiệm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hữu Phúc đã trao quyết định và tặng hoa và chúc mừng các đồng chí được nhận chức vụ mới, chúc cho các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ trong đợt này phát huy năng lực trí tuệ, tham mưu kịp thời chính xác cho quân khu và tỉnh trong nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Sẽ tiến hành ra soát và thay đổi mức thu phí căn bản đối với một số phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu là nội dung chủ yếu tại buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh với đại diện các sở ban ngành và các cơ quan liên quan về tình hình hoạt động và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo vừa diễn ra sáng nay. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Sau 4 tháng thực hiện, đến nay, tổng số phí thu được đối với các loại phương tiện và hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là gần 6,5 tỷ đồng. Việc quản lý và sử dụng nguồn thu được đảm bảo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thu phí, đã gặp phải một số khó khăn vướng mắc do quy định cụ thể là giá thu phí với các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn như thạch cao, gỗ vẫn còn khá cao. Cần bổ sung một số mức phí đối với các phương tiện chưa được quy định cụ thể và xem xét điều chỉnh theo hướng có ưu đãi cho các phương tiện hàng hóa của cư dân biên giới chở hàng hóa là nông sản. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo trong thời gian qua. Đồng ý với ý kiến cho rằng giá thu phí các phương tiện hiện nay vẫn còn cao. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan cùng nhau phối hợp rà soát, đưa ra những mức thu phí phù hợp tương đương với một số tỉnh lân cận. Đối với tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị trung tâm và các đơn vị liên quan cần nhanh chóng có các phương án cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình đã xuống cấp nhằm phục vụ tốt hơn công tác đón tiếp hành khách cũng như các phương tiện hàng hóa qua lại cửa khẩu. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp huyện. 6 tháng đầu năm 2015, hai cấp Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị thụ lý 1.244 vụ việc, đã giải quyết 878 vụ việc các loại, tăng 172 vụ việc so với cùng kỳ năm trước. Tòa án hai cấp đã đưa đi xét xử lưu động 100 vụ án hình sự, án dân sự, án hôn nhân và gia đình, án kinh doanh thương mại, lao động hành chính cũng đã được giải quyết gần 80% vụ việc. Về chất lượng xét xử, thẩm phán tòa án hai cấp đặc biệt chú trọng việc tổ chức điều hành phiên tòa và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo xét xử các vụ án đúng người đúng tội. Trong 6 tháng còn lại, Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao công tác giám đốc, kiểm tra, tập trung rà soát các bản án đã có hiệu lực pháp luật, phát hiện sai sót kịp thời để có hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát về xác định án trọng điểm, tăng cường công tác hòa giải, nâng cao chất lượng giải quyết các bản án, kiên quyết không để xảy ra trường hợp xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm. Cùng trong buổi sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp huyện.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lê Hồng Quang đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hoan, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hải Lăng giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân huyện, bổ nhiệm 3 thẩm phán giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, thành phố Đông Hà, tại bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hải Lăng. Sáng nay, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ. Nghị định 108 của Chính phủ đã quy định về các đối tượng được tinh giản biên chế, các chính sách tinh giản biên chế như chính sách về hưu trước tuổi, chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước, chính sách thôi việc ngay, chính sách thôi việc sau khi đi học nghề, chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức. Để thực hiện nghị định này, Liên Bộ Nội vụ và Tài chính đã có thông tư hướng dẫn cho từng trường hợp cụ thể để các cơ quan đơn vị thực hiện. Chính sách tinh giản biên chế là một trong những giải pháp để thực hiện đề án tinh giản biên chế. Trong tinh giản biên chế có nhiều nội dung, ngoài vấn đề giải quyết chế độ chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế, còn các giải pháp khác như rà soát, sắp xếp lại bộ máy, thống nhất quản lý biên chế trên cơ sở triển khai xác định vị trí việc làm, cũng như hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức viên chức. Thưa quý vị và các bạn, năm nay được coi là năm hạn nhất trong lịch sử đối với người dân ở huyện Hướng Hóa. Từ hơn một tháng nay, nhiều hồ nước đã cạn trơ đáy, mực nước các sông suối cũng đã cạn kiệt. Trước tình trạng thiếu nước trầm trọng, nhiều người dân coi khoan giếng là một giải pháp hữu hiệu để có được nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa. Đây là giếng khoan thứ 7 tại thôn Đài Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, được thực hiện trong vòng chưa đầy một tháng qua. Ông Võ Văn Trí, chủ hồ này cho biết, gần 30 năm sống ở khu vực này, chưa có năm nào hạn như thế này. Giếng đào nhà ông sâu đến 16 mét, bình thường nước rất đầy, nhưng hiện nay nó đã cạn trơ đáy. Nguồn nước suối gần nhà ông cũng đã cạn kiệt. Vì vậy, khoan giếng là giải pháp cuối cùng để còn được sinh hoạt và cứu lấy vườn tiêu, cà phê đang héo rũ vì quá hạn. Thì nói chung là cái tiền mà chứ khoan giếng chứ thì được mắt là chứ gia đình vay mượn vậy đó. Thì chứ nếu giếng đã cạn kiệt rồi, nước suối cũng khô rồi thì chứ gia đình còn được dùng đó, chả lẽ chứ đi sắt nước đi xin nước số 1 rồi dùng thì được đó. Trong điều kiện nắng nóng và khô hạn như hiện nay, các nhà máy nước ở trên địa bàn thì cũng không còn khả năng để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Vì vậy, việc đào giếng khoan là một trong những cái giải pháp được nhiều hộ dân ở trên địa bàn huyện Hồng Hóa lựa chọn để cung cấp nước cho sinh hoạt cũng như cho sản xuất. Tuy nhiên, với một cái giếng khoan như thế này thì chi phí cũng lên tới 25 đến 30 triệu đồng. Điều này thì không phải gia đình nào cũng có khả năng để thực hiện. 25 đến 30 triệu đồng là số tiền không hề nhỏ so với thu nhập của các hộ dân ở đây. Song so với việc bỏ ra ít nhất 150.000 đồng để mua một khối nước thì nó lời hơn nhiều. Theo thống kê đến thời điểm này, chỉ tính riêng xã Tân Liên đã có khoảng 40 giếng được khoan xong và đưa vào sử dụng. Trong điều kiện hiện tại, giếng khoan đã đáp ứng được nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, về lâu dài, nhiều người không an tâm về chất lượng nguồn nước này. Chúng tôi cũng đề nghị là các cái cơ quan chuyên môn cần phải vào cuộc để xét nghiệm các cái nguồn nước từ các cái giếng khoan. Giếng nào mà có đủ điều kiện thì để cho bà con sinh hoạt. Mà nếu giếng nào mà không đủ điều kiện thì có thể là bà con không sinh hoạt thì bà con đã chuyển qua là phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Giếng khoan được xem là giải pháp cấp thiết để có nước sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, mong đợi của người dân vẫn là ngành chức năng sớm có giải pháp cho vấn đề nước sinh hoạt tại huyện miền núi Hướng Hóa để người dân yên tâm về chất lượng nguồn nước. Trước tình hình nắng nóng kéo dài trong thời gian qua, ngày hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cũng đã tiến hành kiểm tra công tác chống hạn và chuyển đổi cây trồng vụ hè thu tại địa bàn huyện Gio Linh. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có hơn 1.800 ha đất gieo cấy lúa vụ hè thu chưa được xuống giống do không đảm bảo về nước tưới. Hiện nay, trên các vùng đảm bảo nước tưới, tranh thủ thời vụ, độ ẩm đất, người dân đã gieo trồng các cây trồng chuyển đổi. Nông dân cũng đã được hướng dẫn áp dụng các biện pháp thâm canh, tưới nước tiết kiệm trên cây lúa ngay từ đầu vụ.
Tại các điểm kiểm tra, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương để khoanh vùng chuyển đổi, giúp nông dân tổ chức sản xuất tốt, đạt hiệu quả cao, tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, nhất là với các loài cây trồng chuyển đổi để giúp nông dân sản xuất có hiệu quả. Thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại để kịp thời có biện pháp phòng trừ, chuẩn bị đầy đủ nguồn vật tư bảo vệ thực vật để cung ứng cho người dân khi có nhu cầu. Sau một thời gian triển khai, dự án dân chấm điểm M-Score đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại văn phòng một cửa huyện Hải Lăng. Thành thông lệ, khi giao dịch tại các đơn vị hành chính công, người dân tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Hải Lăng nói riêng được yêu cầu để lại số điện thoại. Sau đó, họ sẽ nhận được tin nhắn hoặc điện thoại từ tổng đài hỏi về chất lượng phục vụ. Thông qua tổng đài, người dân có thể hỏi thông tin về tình trạng hồ sơ của mình cũng như phản ánh về thái độ, cách làm việc của cán bộ. Khi có dự án dân chấm điểm thì là bên bộ phận một cửa vẫn trả đúng hẹn hoặc thậm chí là sớm hơn. Là theo tôi, một người dân được đánh giá rất hài lòng. Mong muốn là tới các anh trong nhân viên càng ngày càng phải phát huy thêm những ý gì có như là nếu như là dân nghe dân nói để có như mình là còn góp ý để sửa chữa. Không chỉ người dân, một số cán bộ văn phòng một cửa, đối tượng chính để người dân nhận xét cũng tỏ ra không quan ngại từ khi dự án dân chấm điểm M-Score được triển khai trên địa bàn huyện Hải Lăng. Trách nhiệm đến từng cá nhân để biết được là bộ phận nào là giải quyết nhân, bộ phận nào giải quyết chậm trễ để mà có cái giải pháp để khắc phục cụ thể. Tuy nhận được sự đồng thuận hưởng ứng, song thực tế một bộ phận người dân huyện Hải Lăng vẫn chưa biết đến dự án. Vì vậy, bên cạnh việc thông tin rộng rãi hơn nữa trên báo chí, mặt trận các đoàn thể cũng cần vào cuộc, cùng tham gia hoạt động cho dự án, tăng cường truyền thông qua băng rôn, pano áp phích về từng thôn xóm hợp dân để triển khai. Có như thế, người dân mới thực sự là chủ thể, quyết định sự thành công của dự án dân chấm điểm M-Score. Hôm nay, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vì đã phá nhanh vụ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ. Trước đó, ngày 11 tháng 6 năm 2015, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã điều tra và bắt giữ 4 đối tượng gồm Võ Văn Đạt, sinh năm 1962, cùng trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, và Trần Đình Tiến, sinh năm 1983, trú tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi các đối tượng đang di chuyển các bao vật liệu nổ từ xe ô tô mang biển kiểm soát 74A01335 sang xe ô tô mang biển kiểm soát 34C07055. Tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm 11 bao với tổng khối lượng gần 500 kg vật liệu nổ. Lãnh đạo Công an tỉnh đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội 8 triệu đồng nhằm động viên kịp thời tinh thần quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm của các cán bộ chiến sĩ. Thưa quý vị và các bạn, tối nay tại Hội trường Đoàn nghệ thuật tỉnh sẽ diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp Vì trái tim trẻ thơ 2015. Chương trình do Đài Phát thanh truyền hình Quảng Trị, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Tổ chức Nhân đạo Hoa Sen tổ chức với mong muốn mang lại sự sống cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Chương trình Vì trái tim trẻ thơ năm 2015 là cuộc giao lưu gặp gỡ, chia sẻ của những gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật và đang chờ được phẫu thuật. Mong muốn của những người trực tiếp thực hiện chương trình sẽ là nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng xã hội để phẫu thuật tim cho 150 em trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, dự kiến tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Cùng trong chương trình, các diễn viên của Đoàn nghệ thuật Quảng Trị sẽ biểu diễn những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc về tình cảm gia đình và lòng nhân ái. Chương trình Vì trái tim trẻ thơ 2015 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phản thanh truyền hình Quảng Trị vào lúc 20 giờ 15 phút. Trong khi chương trình diễn ra, số điện thoại nóng 0533 552 000 luôn sẵn sàng nhận sự quan tâm chia sẻ của quý khán giả. Tỉnh Ninh Thuận bắt đầu cấp phát 2.000 tấn gạo cứu trợ đợt 3 cho người dân chịu thiệt hại lớn do hạn hán gây ra. Xe hơi từ 7 chỗ trở xuống có thể phải chịu thêm phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận giảm nhãn năng lượng theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Trong phần tin thế giới,
các nước lên tiếng phản đối hành động tôn tạo mở rộng trái phép các đảo nhân tạo trên Biển Đông của Trung Quốc. Được sự hỗ trợ gạo kịp thời của chính phủ, tỉnh Ninh Thuận bắt đầu việc phân bổ cấp phát 2.000 tấn gạo cứu trợ đợt 3 cho người dân chịu thiệt hại lớn do hạn hán gây ra ở các địa phương trong tỉnh. Tại huyện trọng điểm Hàn Thuận Nam, 459.120 kg gạo đã được địa phương đưa về tận các xã để cấp phát kịp thời cho dân. Đây là sự quan tâm hỗ trợ kịp thời cho người dân trong tình thế khó khăn do hạn gây ra. Tại các địa phương khác như huyện miền núi Bắc Ái, toàn bộ số lượng gạo 223.000 kg cũng đã được địa phương cấp phát hoàn tất cho đồng bào Rackline trong ngày 11 tháng 6. Với các địa phương còn lại, toàn bộ số lượng gạo đã được phân bổ sẽ được địa phương thực hiện cấp phát cho dân một cách sớm nhất. Từ đầu năm đến nay thì số lượng gạo chính phủ hỗ trợ là gần 3.500 tấn. Thì ở tại thời điểm này thì chúng ta đang hỗ trợ 2.000 tấn gạo cho 6 huyện thành phố. Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cái địa phương đã cử các cái đoàn xuống tận các xã để kiểm tra giám sát cái tình hình cấp phát gạo đúng người, đúng đối tượng và đúng cái số lượng mà kế hoạch đã đề ra. Điều đáng ghi nhận trong việc cấp phát gạo đó là các địa phương đã có sự phối hợp thực hiện và làm tốt công tác rà soát đối tượng đúng chế độ quy định, đảm bảo hỗ trợ trực tiếp đến người bị thiệt hại cần được hỗ trợ cứu đói, không để xảy ra tình trạng tiêu cực kiểu này gây bức xúc trong dân, theo đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xe hơi từ 7 chỗ trở xuống có thể phải chịu thêm phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng, theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải, thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo dự thảo này, thay vì chịu mức phí thử nghiệm khí thải như quy định hiện hành, ô tô dưới 7 chỗ sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn. Quy định này áp dụng với cả ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước lẫn nhập khẩu. Phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo quy định mới là 16 triệu đồng với ô tô sử dụng xăng và 16,5 triệu đồng với xe dùng diesel. Ngoài trừ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng sẽ thu nộp với ngân sách nhà nước, hai loại phí thử nghiệm khí thải và tiêu thụ nhiên liệu đều thuộc quyền sử dụng của cơ quan thu phí là Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tin thế giới, Trung Quốc cần ngừng ngay hoạt động tôn tạo, mở rộng trái phép các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra ngày hôm qua 11 tháng 6 trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đang ở thăm Washington. Trong một thông báo, Lầu Năm Góc nêu rõ tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã bày tỏ những quan ngại liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay, đồng thời kêu gọi Trung Quốc và tất cả các bên liên quan ngừng ngay các hoạt động bồi đắp, tôn tạo các đảo, bãi đá tại đây và theo đuổi một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp dựa theo luật pháp quốc tế. Theo Lầu Năm Góc, sau cuộc hội đàm nói trên, hai bên đã không tổ chức họp báo chung như các cuộc gặp trước đây. Cùng ngày, truyền thông Philippines dẫn lời ông Angel Alcala, cựu Bộ trưởng Môi trường Philippines và cũng là nhà khoa học có uy tín quốc tế, khuyến cáo rằng Việt Nam và Philippines là những nước đầu tiên hứng chịu tác hại nặng nề về môi trường do hoạt động lấn biển trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, chính phủ Philippines cũng cảnh báo các hoạt động xây dựng trái phép của Bắc Kinh trong khu vực đã phá hủy ít nhất 300 rạn san hô, gây thiệt hại kinh tế hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Sáng nay 12 tháng 6, Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông, gọi tắt là MERS, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 126 người, trong đó 10 người đã tử vong. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết cả 4 trường hợp nhiễm mới đều bị lây khi tới các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân MERS. Như vậy, tất cả 126 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận đều xảy ra tại các bệnh viện và điều đó có nghĩa là dịch này chưa phát sinh trong dân chúng. Hiện chính phủ Hàn Quốc đã công bố tên của các bệnh viện có MERS và danh sách này tính đến ngày 11 tháng 6 có tới 55 bệnh viện. Kể từ khi ca nhiễm MERS đầu tiên trên thế giới được ghi nhận tại Ả Rập Xê Út năm 2012, đến nay đã có hơn 1.100 người nhiễm MERS tại 23 nước. Trước khi lan sang Hàn Quốc, MERS có tỷ lệ tử vong khoảng 42%, nhưng con số này ở Hàn Quốc chỉ là dưới 10%. Các chuyên gia cho rằng MERS có thể lây lan do các chất dịch ở đường hô hấp như thông qua ho. Tuy nhiên, cơ chế lây bệnh chủ yếu do tiếp xúc gần như sống chung hoặc chăm sóc người nhiễm bệnh.
Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.